Xin chào mọi người, em Mi đây. Rất lâu rồi em Mi mới quay trở lại với series Skincare Class. Xin lỗi mọi người bởi vì là bỏ bê em nó hơi bị lâu. Giờ chúng mình cùng khởi động lại nhé. Nghe tên tiêu đề thì cũng đã biết là nội dung về gì rồi đúng không nào? Rất là rõ ràng rồi. Mụn ý thì đã lặn đi rồi hoặc là đã lấy ra rồi, cứ tưởng là xong, thế mà một thời gian sau lại lù lù xuất hiện ngay đúng chỗ đó. Cứ như người yêu cũ, tình cũ mà không rủ cũng tới. Thấy phức tạp ghê không? Đó, vậy thì bây giờ phải làm như thế nào? Thì phải hiểu để mà trị nó thôi. Vậy thì hãy subscribe YouTube channel của Happy Skin đi, để tôi nói cho mà nghe và để tham gia giveaway của Happy Skin nha. Mạ vô cả nhà ơi, subscribe đi. Subscribe liền tay rồi quá rất hay. Nói chung là dạo này máu con luôn nổi lên ấy, Lê Dương Bảo Lâm đăng nhập, nên là mọi người subscribe nhá. Chúng mình cũng bắt đầu thôi. Muốn biết lý do tại sao mà mụn cứ mọc hoài ở chỗ đó thì đầu tiên là chúng ta phải zoom và xem cái chỗ chứa mụn sẽ trông như thế nào và vận hành ra làm sao. Đây, hôm nay cô giáo tự xưng Emmy đã chuẩn bị sẵn giáo án. Và đây chính là lỗ chân lông, làm bề mặt của một cái ống da chứa năng lông và chứa luôn cả dầu do tuyến dầu tiết ra, cộng thêm một số những thứ khác nữa, ví dụ như là tế bào chết này, hoặc thậm chí là bụi bẩn, bụi ô nhiễm. Giống như là trong một clip khác thì Emmy cũng đã từng nói rồi đúng không? Bây giờ bụi ô nhiễm ấy là những loại bụi mà rất là nhuyễn, PM2.5 trở xuống, tức là có đường kính chỉ nhỏ hơn 2.5 micromet thôi và hoàn toàn có thể chui vào lỗ chân lông của chúng ta. Quay trở lại với lỗ này, kích thước của lỗ chân lông thì không giống nhau theo từng người, tùy thuộc vào gen di truyền này, rồi do tuổi tác này, tuổi càng cao thì lỗ chân lông lại càng to bởi vì là do da chảy xệ và thiếu ẩm mà. Và cuối cùng nữa là do chăm sóc. Và lỗ chân lông mà càng to thì sẽ khiến cho mọi thứ dễ dàng đi vào bên trong đúng không nào? Và bình thường nếu mà chúng ta làm sạch đúng này thì lỗ chân lông ở bên trong và bên ngoài sẽ rất là thông thoáng. Tuy nhiên do một nguyên nhân nào đó nên là khiến cho tuyến dầu tăng tiết dầu và tiết rất nhiều dầu, và khi cái này phình to ra thì cái bên trên nó sẽ nhỏ lại, tức là cái miệng lỗ chân lông sẽ nhỏ lại, dẫn đến là rất dễ gây ra bít tắc. Rồi cộng thêm một số những tác nhân ở bên ngoài, ví dụ như là tế bào chết này, rồi lớp make up này, rồi kem chống nắng này không được loại bỏ một cách triệt để, lấp đầy luôn lỗ chân lông bên trong và gây hoàn toàn bít tắc lỗ chân lông. Dầu cứ tiếp tục tiết ra hòa trộn cùng với cả một số những thứ khác nữa nhưng không thể thoát ra ngoài được, bởi vì là lỗ chân lông đã bị bít tắc rồi, nên là năng lông cứ càng ngày càng phình to ra. Và đây là giai đoạn đầu của mụn, và khi mà vi khuẩn trú ngụ ở trong này tấn công ấy thì sẽ gây ra tình trạng đó là viêm sưng, thậm chí là mưng mủ. Ok, hiểu nôm na là như vậy nha. Vậy thì bây giờ lý do là tại sao chẳng hạn như là lỗ chân lông này đi cứ bị mụn hoài mụn mãi? Nguyên nhân đầu tiên đó chính là một combo hoàn hảo của lỗ chân lông to, làm sạch không đủ và sử dụng những sản phẩm gây mụn mà tiếng Anh chúng ta còn gọi là comedogenic. Emmy sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về bản thân Emmy, đó là Emmy có một cái lỗ chân lông sâu hoắm ở đằng sau lưng ở phần phía dưới eo đây, chỗ này này. Sorry bởi vì là vùng này nhạy cảm quá nên là không thể show được cho mọi người. Nhưng mà cứ mỗi lần mà Emmy đi massage body và chị kỹ thuật viên ấy, chị sẽ ấn ngay đúng chỗ đó lên một cái mụn có nhân, có cùi cứng ngắc. Và lần nào cũng vậy, cứ sau khoảng tầm một tháng là cũng sẽ lại ấn lên được một cái mụn như thế. Nói chung ý là bởi vì cái chỗ đấy lỗ chân lông nó sâu hoắm rồi, nó như thành một cái lỗ rồi và nhìn rất là rõ rệt. Và ngoài ra nữa thì do da body mà vùng này mình làm sạch không kỹ chắc chắn là sẽ gây bít tắc lỗ chân lông. Giải pháp là gì? Là cần phải làm sạch sâu để loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn rồi tế bào chết. Và Emmy khuyến khích là chúng ta nên sử dụng sữa rửa mặt tạo bọt, bởi vì là những người mà có lỗ chân lông to này, rồi những người mà có nhiều dầu thừa này thì sữa rửa mặt tạo bọt mới có khả năng là làm sạch một cách hiệu quả. Và nếu mà sữa rửa mặt của bạn có thêm chút BHA thì càng tốt, sẽ giúp là làm sạch sâu từng lỗ chân lông. Sau đó thì chúng ta vẫn cần phải tẩy tế bào chết một cách đều đặn hàng tuần. Câu hỏi mà các bạn đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần và Emmy cũng muốn là trả lời thêm nhiều lần nữa, đó chính là liệu có thể thu nhỏ lỗ chân lông hay không. Thực ra thì lỗ chân lông kích thước thì cũng đã cố định từ lúc mà cha sinh mẹ đẻ, nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng có thể duy trì và quay trở lại với cả kích thước nguyên thủy ban đầu bằng một số những biện pháp. Phương pháp đầu tiên đó chính là phi kim và lăn kim. Emmy đã từng trải nghiệm phương pháp này rồi và xác thực rằng là đây là một phương pháp mà có thể cải thiện kết cấu da ở trên bề mặt da cũng như là vẻ bề ngoài của lỗ chân lông, đặc biệt là nếu mà bạn nào mà có những nhẹ mẹ những cái sẹo mà nhỏ là nhỏ mà sâu hoắm xuống ấy, đấy là những cái sẹo mà rất là dễ trở thành ổ mụn ấy, thì bạn có thể làm thêm một bước nữa, đó chính là chấm TCA xong rồi sau đó là phi kim thì sẽ làm đầy sẹo lên, và trông da của chúng ta theo thời gian ấy thì trông sẽ mịn màng và trơn láng hơn.
laser cũng là một phương pháp, nếu mà chúng ta sử dụng đúng loại laser và mức sóng đúng ấy thì chúng ta cũng có thể cải thiện phần nào độ xuân lông. Tuy nhiên đối với cả hai phương pháp mà em Minh vừa nói bên trên ấy thì cũng có một lưu ý rằng là có thể trong một số những trường hợp chúng ta xử lý những lỗ chân lông to này hoặc là những cái sẹo sâu này thì sẽ dẫn đến tình trạng là hơi bị thâm, thì điều đấy là phải chấp nhận thôi, sau đó thì chúng ta sẽ trị thâm sau. Nhưng quan trọng nhất ấy là phòng ngừa bao giờ thì cũng tốt hơn khi mà sự việc đã xảy ra. Nên là nếu mà lỗ chân lông chưa quá to ấy, thì việc mà chúng ta có thể làm là gì? Là chúng ta có thể sử dụng những sản phẩm tác động nhiệt, ví dụ như là cây lăn lạnh, ngon bổ rẻ, nhưng mà nếu mà chúng ta làm hàng ngày ấy, chắc chắn là cũng sẽ có tác dụng chống chuyện là làm cho làn da của chúng ta săn chắc và mịn màng. Ngoài ra thì cũng có thể sử dụng một số những sản phẩm mà có thành phần sex hit, ví dụ như là witch hazel tức là hạt phỉ, hoặc là nấm đông Âu, hoặc là cỏ ba lá đỏ. Nguyên nhân thứ hai, lấy không hết mụn, đặc biệt là nếu mà tự tái máy lấy mụn ở nhà hoặc là đến spa lấy nhưng mà cũng bị sót mụn. Nếu mà nhâm mụn còn ở bên trong thì chắc chắn là mụn cũng sẽ tái phát trở lại thôi. Tiện đây thì em cũng sẽ trả lời câu hỏi của mọi người trong chuyện là có nên lấy mụn hay không. Tự lấy mụn ở nhà thì là không rồi đó, bởi vì là rủi ro quá lớn, hên xui 50-50 mà nên em hoàn toàn không khuyến khích. Còn nếu mà lấy mụn tại spa, nếu mà các bạn có mụn đầu trắng này, rồi có mụn đầu đen này, rồi đã rõ nhâm mụn tức là sờ cộm cộm mới thấy cồi mụn, hoặc là khi mà soi ở dưới đèn ấy thấy rõ miệng thì các bạn hẳn nên lấy. Bởi vì lúc đấy ấy, chỉ cần làm đúng quy trình thôi và thao tác rất nhẹ nhàng chúng ta cũng có thể lấy được mụn và lấy sạch sẽ mụn. Còn nếu mà chúng ta thấy là chưa gom cồi, chưa có miệng, rồi vẫn còn viêm sưng thì chắc chắn là chưa nên lấy. Lúc đấy thì chúng ta nên peel đi, thay da sinh học đi để mà đẩy mụn lên, gom cồi lại. Sau đó thì chúng ta hẵng lấy, rủi ro sẽ bớt hơn. Còn nếu mà chúng ta có cố gắng lấy đi chăng nữa thì rất dễ là khả năng sẽ để lại thâm này, để lại sẹo này. Hoặc là không ấy, thì lỗ chân lông cũng có thể là sẽ càng ngày càng bị nong to ra. Không phải là vì Emmy có Happy Skin Medical Spa nên là Emmy khuyến khích là lấy mụn bất chấp đâu. Đối với Emmy, một quy trình lấy mụn mà thực sự là bài bản ấy, rất là phức tạp và cũng cần phải xử lý rất là khéo léo với cả khách hàng. Chẳng hạn như là ở spa của Emmy thì Emmy và mọi người cũng tuân thủ một số những bước mà yêu cầu bắt buộc trong việc là lấy mụn. Ngoài chuyện là phải lựa chọn mụn để mà lấy này, thì nếu mà quá trình lấy mụn đầu tiên là cũng cần phải có một sữa rửa mặt mà có chứa BHA để là làm sạch sâu lỗ chân lông trước, sau đó thì sử dụng tẩy tế bào chết và ủ mụn với AHA. Bởi vì AHA là một cái thành phần 4% ấy, là rất thần thánh trong việc là hỗ trợ tẩy tế bào chết thêm này, rồi ngoài ra là làm mềm da của chúng ta, những lớp mụn của chúng ta cũng sẽ được mềm ra, rất là dễ để lấy mụn ra mà không gây đau đớn. Lấy mụn xong rồi thì cũng phải sát khuẩn lại với cả sunfua, và sau đó thì chúng ta sẽ có bước là làm dịu da với những thành phẩm ví dụ như là aloe vera. Đó, nói chung là nói nôm na như thế, và các bạn cũng hoàn toàn có thể áp dụng cái chuyện đó nếu mà các bạn được đào tạo và có kỹ năng lấy mụn tại nhà. Nhưng mà thực sự em đi khuyên rồi, người khác lấy mụn cho mình với cả mình lấy mụn rất là khác nhau, nên là mọi người đừng cố để lấy mụn tại nhà, rất là nhiều rủi ro. Sau khi lấy mụn xong thì đâu là cách xử lý để mà mụn không quay trở lại? Nếu mà chúng ta peel da rồi lấy mụn rồi và vùng da của chúng ta không hề bị viêm sưng thì rất là dễ xử lý. Chúng ta chỉ cần tham khảo như là bước mà chăm sóc lỗ chân lông mà Emin đã nói ở trong nguyên nhân thứ nhất. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta lấy mụn xong này thấy là bị viêm sưng mà viêm không quá nhiều thì chúng ta có thể sử dụng một số những thành phần kháng viêm kháng khuẩn, ví dụ như là tea tree tức là chàm trà, hoặc là sunfua lưu huỳnh, hoặc là nặng hơn một chút xíu thì chúng ta có thể sử dụng đó là benzoin peroxide. Và em khuyên mọi người là nếu mà đã bị viêm sưng rồi ấy, tốt nhất là sau khi mà sử dụng những sản phẩm kháng khuẩn ấy, chúng ta nên dán nước mụn đấy lại, cách ly để mà không bị lây lan cũng như là không bị ảnh hưởng bởi những mỹ phẩm mà chúng ta bôi sau đó. Nguyên nhân thứ ba đó chính là sờ tay lên mặt. Và cái này thì vô cùng phổ biến luôn. Em ý kể cho các bạn nghe để tham khảo vui vui thôi. Đó là theo một nghiên cứu dựa trên 249 người bất kỳ ở những chỗ công cộng Washington, Mỹ, thì người ta đã thống kê được là trong vòng 1 tiếng thì những người này sẽ đưa tay lên sờ tay khoảng 3.6 lần. Đấy, nên là nói chung là em ý và các bạn cũng không phải là trường hợp đặc biệt gì đâu. Vấn đề là tay của chúng ta hoàn toàn không sạch một chút xíu nào hết. Vô tình là chúng ta đưa những vi trùng vi khuẩn trong lỗ chân lông. Rồi chưa kể là trên mặt của chúng ta thì đang có make up này, đang có kem chống nắng này, việc di tới di lui rồi sờ tới sờ lui như thế này này sẽ khiến là đẩy những chất này vào trong lỗ chân lông, mà đặc biệt là những cái lỗ chân lông mà đã bị nong ra trước đó vì là từng bị mụn. Giải pháp là gì?
tất nhiên là đừng có sờ nữa. Hoặc là nếu mà có chót sờ thì chúng ta phải để tâm, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ là vừa mới thấy sờ tay lên mặt cái là phải dập mình hốt hoảng, dừng lại ngay hành động đó. Và ngay lập tức là buổi tối hôm đấy về ấy, là phải làm sạch sâu từng lỗ chân lông. Nói chung ví dụ như là thay vì bình thường là double cleansing thì là triple cleansing, rồi có thể là tẩy tế bào chết và sử dụng những sản phẩm dưỡng và có thành phần là xe khít lỗ chân lông sau đó. Nói chung là nghe thì có vẻ là hơi bị ám ảnh một tí xíu đúng không? Nhưng mà em nghĩ là thà giết nhầm hơn bỏ sót. Và mọi người nhớ thêm một cái nữa là có một thứ mà cũng bẩn không kém gì, đó chính là chiếc điện thoại của chúng ta. Nguyên nhân thứ tư đó chính là lây nhiễm ra vùng da ở bên cạnh. Tức là thực ra là không phải đúng cái nốt mụn đấy mọc lại đâu, mà là mọc thêm một cái mụn ngay bên cạnh cái mụn ban đầu. Lý do là do khi mà chúng ta lên mụn đầu tiên ấy, chúng ta đã không xử lý đúng cách, cậy mụn này, lấy mụn không đúng cách này, rồi khiến máu me be bét này, rồi vi khuẩn vi trùng lây lan sang vùng da ở bên cạnh, dẫn đến là hình thành một ổ mụn, tức là mặt của chúng ta dày lên mụn thành cả một vùng như thế này. Thậm chí là có những người ấy mà bị mụn bọc ấy, là mụn bọc ăn luồng với nhau ở phía dưới da luôn. Nếu mà chúng ta có một hai nốt mụn riêng lẻ mà đang viêm sưng nhưng mà chưa gom cồi ấy, thì chúng ta có thể sử dụng một số những sản phẩm dạng bôi, ví dụ như là sunfua kết hợp với cả BHA. BHA thì sẽ giúp là đẩy mụn tiếp rồi gom cồi lại, rồi sunfua cũng sẽ kháng viêm kháng khuẩn rất là tốt. Hoặc là nếu không thì có thể sử dụng benzoin peroxide. Còn nếu mà chúng ta đã hình thành một ổ mụn rồi, để tránh mà lây lan thêm nữa thì sẽ phải sử dụng những biện pháp mà triệt để và tác động nhiều hơn, ví dụ như là những dạng thức mà uống kết hợp với cả bôi. Thì đối với cả uống ấy, thì sẽ có một số những biện pháp khác nhau, ví dụ như là sử dụng kháng sinh thì sẽ triệt tiêu vi khuẩn gây mụn. Tuy nhiên biện pháp này thì bây giờ khá là hạn chế, bởi vì là có thể sẽ dẫn đến nhiều tác dụng phụ, trong đó có tình trạng là kháng sinh cho da và cơ thể. Một biện pháp thay thế cho thuốc kháng sinh mà các bác sĩ rất hay sử dụng đó chính là vitamin A dạng uống kết hợp với cả dạng bôi, mà chúng ta có được biết đến với tên gọi đó chính là isotretinoin, hay có tên gọi biệt dược đó chính là Accutane. Đây là một biện pháp khá là triệt để, bởi vì là cùng một lúc thì có thể có nhiều tác dụng khác nhau: kháng viêm, kháng khuẩn, rồi giảm tiết dầu và làm thông thoáng lỗ chân lông nhờ là tăng tốc độ bong chóc của tế bào chết ở trên bề mặt. Tuy nhiên phương pháp này thì cũng không phải là không có tác dụng phụ, mà khi mà sử dụng ý thì bạn cũng sẽ thấy là có thể sẽ trải qua một số những tình trạng, ví dụ như là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, rồi trầm cảm, rồi thậm chí là cảm thấy là mờ mắt. Thêm một điều nữa mà cũng phải lưu ý, đó là tất cả những biện pháp mà uống thuốc ở phía trên ý, thì cũng không phải là những biện pháp mà ngay tức thì có thể trị triệt để. Thường để mà một liệu trình điều trị ý, chúng ta cũng phải theo trong vòng 6 đến 12 tháng. Nguyên nhân thứ 5 chúng ta có thể đổ tội cho một thứ nếu mà đến kỳ lúc nào cũng thấy rằng là lên mụn không phải là chỗ đó thì cũng gần chỗ đó, thì thủ phạm đó chính là hormone. Những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của hormone nam androgen gây tăng tiết dầu đó là má dưới, cằm, quai hàm, cổ, và cũng khá là tương tự với cả stress cũng gây rối loạn nội tiết. Giải pháp là gì? Đầu tiên đó là hãy detox với những thực phẩm có khả năng kháng viêm tốt, ví dụ như là omega 3, rau xanh, cá, dầu ô liu và các loại trái cây họ Dâu. Thực ra thì omega 6 cũng là một loại axit béo không bão hòa mà rất là tốt trong việc là kháng viêm. Tuy nhiên ấy, là cũng có một số những nghiên cứu chỉ ra rằng nếu tỷ lệ omega 6 vượt quá omega 3 ở trong cơ thể gây mất cân bằng cũng sẽ lại khiến cho tình trạng viêm nhiễm là bùng nổ hơn. Vì vậy em ý thì nghĩ rằng là chúng ta vẫn nên là ưu ái cho những sản phẩm mà nhiều omega 3 hơn là omega 6. Ngoài tác dụng kháng viêm thì có một điểm nữa mà omega 3 và omega 6 cũng sẽ giúp ích cho các chị em phụ nữ, đó chính là điều hòa nội tiết tố. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể là bổ sung kẽm. Em nhớ rằng là có một đợt ý, em bị mụn và ở trong cơ thể bị viêm nhiễm, đợt đấy mà em bị kích ứng nhiều thì em cũng thường xuyên là bổ sung kẽm, và em cảm thấy là có vẻ cũng giảm bớt cái tình trạng là viêm nhiễm. Và cũng có một số những bạn mà feedback lại cho em, đặc biệt là các bạn nam, thì khi mà sử dụng kẽm thì các bạn cũng thấy là giúp là giảm tiết dầu và cũng dễ là kháng viêm, và những cái nốt mụn nó bớt viêm sưng hơn so với các bình thường. Một biện pháp nữa mà các bạn cũng có thể tham khảo đó là sử dụng thuốc tránh thai để điều hòa kinh nguyệt, hoặc là spironolactone, đó là một chất ức chế androgen. Tuy nhiên đối với cả hai biện pháp này, thứ nhất là chỉ có thể áp dụng cho phụ nữ trưởng thành thôi, và cái thứ hai nữa là tác dụng khá là chậm, các bạn sẽ nhìn thấy kết quả sau khoảng 3 tháng. Và thứ ba nữa là thực ra thì cũng không phải là không có tác dụng phụ, ví dụ như là spironolactone thì đúng là sẽ giúp là ức chế androgen, và đây là một biện pháp mà khá là lành tính, tuy nhiên cũng sẽ làm tăng lượng kali ở trong cơ thể. Vì vậy thường xuyên là chúng ta sẽ phải đi check up, kiểm tra xem là nồng độ kali như thế nào, và có thể là sẽ phải nói lời tạm biệt với cả một số những thực phẩm giàu kali như là chuối hoặc là nước dừa.
Video clip ngày hôm nay đến đây đã là kết thúc rồi. Em hy vọng rằng là sau video clip này thì mọi người cũng đã hiểu được là lý do tại sao cái nốt mụn đấy của chúng ta cứ lên hoài, lên mãi, và sẽ có những biện pháp để xử lý thật là kịp thời, và mong rằng là chúng ta sẽ có những làn da thật là sạch sẽ mụn. Cảm ơn các bạn. Nhớ là comment những câu hỏi của các bạn ở phía dưới để em cũng như là Happy Skin tiếp tục trả lời, và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.